Đã một năm kể từ ngày mà Garmin Fenix 7 Sapphire Solar được ra mắt tại thị trường Việt Nam, được định danh là dòng sản phẩm flagship đến từ thương hiệu Garmin. Chiếc đồng hồ này sở hữu phần thân vỏ bên ngoài được làm chủ yếu bằng chất liệu titanium, được mạ DLC, có khả năng kháng nước lên tới là 100m, màn hình MIP chống chói cực tốt, thời gian sử dụng pin có thể lên tới là 173 giờ với sạc năng lượng mặt trời. Đi kèm với đó thì em nó được trang bị chip định vị độc lập đa băng tần GNSS, chip cảm biến đo nhịp tim hệ thứ tư, đi kèm với những cái công cụ cũng như là chip cảm biến để hỗ trợ cho việc theo dõi về sức khỏe và hoạt động thể thao tốt nhất của Garmin ở thời điểm hiện tại. Và mức giá của em nó cũng thuộc hàng top luôn, cụ thể là 22 triệu 490 nghìn đồng là mức giá niêm yết của em nó ở thời điểm hiện tại nhé. Garmin công bố rằng: We all know that there are 7 days in a week, which is kind of a coincidence because the Fenix 7 is the high-performance multi-sport smartwatch that's purpose-built for every one of those days. Mình nhận được khá nhiều những cái phản hồi về việc là mức giá của chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7 Sapphire Solar này còn ở thời điểm hiện tại còn đang khá là cao. Vậy thì điều này có đúng hay không? Và với những giá trị mà chiếc đồng hồ này có thể mang lại cho người sử dụng, có xứng đáng với mức giá lên tới là 22 triệu 490 nghìn đồng hay không? Thì hãy cùng mình tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đi qua một vài bài trải nghiệm nhé, về cái khả năng đo nhịp tim này, rồi đo chỉ số nồng độ oxy trong máu SpO2, các hoạt động trong nhà và hoạt động ngoài trời của chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7 này để xem là em nó có hoạt động tốt hay không. Cũng như là mình cũng sẽ nêu ra một vài những cái công cụ là ưu điểm của chiếc đồng hồ này có thể mang lại rất nhiều giá trị cho người sử dụng. Và Mia Đạt, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Garmin Fenix 7 Sapphire Solar là một chiếc đồng hồ có kích thước 47mm với phần viền benzen và ốp lưng được làm bằng chất liệu titanium. Đi kèm với đó thì chúng ta sẽ có một lớp kính bảo vệ phần màn hình này được làm bằng chất liệu sapphire nhé. Đây đều là những cái chất liệu mang lại một khả năng chịu lực cũng như là chịu xước và độ bền bỉ cao trong quá trình sử dụng nhé. Về phần dây đeo thì đây là dạng dây silicone với kích thước là 22mm và đây là dạng dây quick fit nhé. Chúng ta có thể dễ dàng thay thế bất cứ lúc nào các chúng ta muốn. Và với cái dạng dây silicone này thì nó sẽ rất là phù hợp khi mà chúng ta có thể đeo hàng ngày cũng như là trong quá trình tập luyện thể thao. Với những cái vật liệu trên thì chiếc đồng hồ này chỉ có trọng lượng là 70g mà thôi. Và đây là trọng lượng lý tưởng cho một chiếc đồng hồ thông minh hỗ trợ tập luyện thể thao. Với cái trọng lượng như vậy thì chúng ta sẽ có một cảm giác đeo rất thoải mái khi các bạn đeo hàng ngày để theo dõi về sức khỏe này, hay là khi các bạn vận động ở cường độ cao trong một cái cự ly dài như là chạy trong khoảng từ 21 này, 42, 70 hay thậm chí là 100 km nhé. Màn hình của Garmin Fenix 7 Sapphire Solar có là màn hình MIP truyền thống đến từ thương hiệu Garmin nhé. Có cái độ phân giải là 260x260 pixel. Nó sẽ mang lại một cái khả năng hiển thị thông tin rất là rõ nét ở trong nhiều điều kiện môi trường ánh sáng khác nhau. Như là trong bóng tối thì chúng ta sẽ có phần đèn nền, còn ở ngoài trời thì các bạn có thể yên tâm rằng là với màn hình MIP là màn hình có thể hiển thị được rõ thông tin tốt nhất khi ở ngoài trời nắng gắt nhé. Đặc biệt là nó còn tốt hơn hẳn so với các loại màn hình như là Retina hay là màn hình AMOLED thường xuyên sẽ bị chói khi ở ngoài trời nắng. Một điểm khác biệt nữa ở trên phiên bản Fenix 7 Sapphire Solar này khi mà so với phiên bản tiền nhiệm là Fenix 6, đó chính là em nó đã được trang bị một màn hình cảm ứng này. Mà mình đánh giá là màn hình cảm ứng này nó khá là nhạy, có thể phản hồi ngay tức khắc mệnh lệnh mà các bạn đưa ra. Và điều này đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có song song về việc điều khiển, đó chính là sẽ có 5 phím cơ truyền thống đến từ thương hiệu Garmin này, đi kèm với cả phần điều khiển về cảm ứng. Với phần cảm ứng này thì nó sẽ hỗ trợ cho việc điều khiển trên chiếc đồng hồ này trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng về phần điều hướng trên bản đồ này, hoặc là khi các bạn chơi golf chẳng hạn. Cùng nhìn về phía sau thì chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng thì đây chính là chip cảm biến đo nhịp tim hệ thứ tư của Garmin. Và qua rất nhiều những bài trải nghiệm thì đây sẽ là một trong những cái chip cảm biến hỗ trợ đo nhịp tim tốt nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì để có một cái nhìn khái quát hơn thì hãy cùng mình đến một bài trải nghiệm nhé. Mình sẽ cùng so sánh về khả năng đo nhịp tim ở trên chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7 Sapphire Solar này cùng với cả một dây đo nhịp tim chuyên dụng đến từ thương hiệu Polar, đó chính là dây OH1+. Với cái loại dây này thì nó sẽ mang lại một khả năng đo nhịp tim có độ chính xác rất cao, gần như là tuyệt đối luôn. Và qua bài trải nghiệm này thì chúng ta sẽ cùng xem rằng khả năng đo nhịp tim ở trên chiếc đồng hồ Fenix 7 Sapphire Solar này có chính xác hay không nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với bài trải nghiệm về nhịp tim. Tại đây thì mình đang so sánh giữa chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7 với thiết bị đo nhịp tim chuyên dụng đến từ thương hiệu Polar là OH1+. Như các bạn thấy thì với Polar thì OH1+ này thì sẽ là màu tím nhé, còn màu xanh sẽ là Fenix 7. Qua bảng biểu đồ này cho thấy rằng là với khả năng đo của chip đo nhịp tim hệ thứ tư trên Garmin Fenix 7 có độ tương đồng khá cao khi so sánh trực tiếp với cái dây đo nhịp tim chuyên dụng đến từ thương hiệu Polar. Như các bạn thấy, tăng thì đều tăng mà giảm thì đều giảm ở mọi thời điểm. Nó sẽ không có cái nào mà lệch quá nhiều. Tất nhiên là vẫn sẽ có một chút sai số này, nhưng chỉ rơi vào khoảng 1-2 đơn vị thôi. Mình thấy như thế là hoàn toàn có thể chấp nhận được nhé.
Tiếp đến thì mình cũng đã có một bài trải nghiệm về khả năng đo được chỉ số nồng độ oxy trong máu SpO2. Và ở đây thì mình đã có hai lần trải nghiệm thì mình thấy rằng là độ chính xác cũng rất là cao. Khi mà ở trên cái máy thiết bị đo nhịp đo chỉ số SpO2 chuyên dụng của y tế thì sẽ là 97 này, còn ở trên đồng hồ sẽ là 96. Và có những thời điểm nó độ chính xác là 100%, là 96 và 96. Tuy nhiên nó vẫn sẽ có những cái sai số, như mình thấy là đo hai lần thì vẫn sẽ có một cái chút sai số rơi vào khoảng một đơn vị, như vậy thì hoàn toàn chấp nhận được, đảm bảo cho việc là chúng ta vẫn có thể theo dõi được về sức khỏe ở mức tham khảo nhé. Qua bài trải nghiệm vừa rồi, có thể thấy rằng là khả năng đo nhịp tim ở trên chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7 Sapphire Solo này có độ chính xác khá cao khi mình đã so sánh trực tiếp với cả thiết bị đo nhịp tim chuyên dụng đến thương hiệu Polar ấy nhá. Còn về việc đo chỉ số nồng độ oxy trong máu SpO2 thì mình thấy rằng là nó vẫn sẽ có những cái sai số khi mà so sánh trực tiếp với máy thiết bị y tế. Nhưng mà tuy nhiên nó chỉ rơi vào khoảng một đơn vị như vậy thôi, thì mình thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được nhá. Vẫn có thể mang tính tham khảo để giúp chúng ta có thể hiểu rõ được thể trạng cơ thể ở thời điểm đó đang như thế nào. Và với việc là chỉ số đo nhịp tim chính xác ấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho những cái công cụ trong việc theo dõi sức khỏe của Fenix 7 này cũng trở nên chính xác hơn, như là công cụ trong việc theo dõi về chỉ số lượng calo tiêu thụ trong ngày này, rồi mức độ căng thẳng này, pin cơ thể này, nhịp thở trên phút, hay thậm chí là cả về giấc ngủ chuyên sâu nữa nhé. Và ngoài ra thì trên chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7 Sapphire Solar này cũng được trang bị một tính năng có tên là ảnh chụp cơ thể. Đây là một trong những tính năng mà mình thích nhất đến từ những sản phẩm của Garmin, bởi vì nó sẽ giúp cho mình có thể theo dõi được bốn chỉ số quan trọng, đó chính là về nhịp tim này, rồi chỉ số nồng độ oxy trong máu SpO2, mức độ căng thẳng và nhịp thở trên phút trong cùng một thời điểm để mình có thể hiểu rõ được thể trạng cơ thể của mình ở thời điểm hiện tại đang như thế nào. Ngoài ra thì trên chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7 Sapphire Solar này còn được trang bị thêm một vài những cái công cụ để hỗ trợ cho việc là theo dõi về sức khỏe và hoạt động hàng ngày của người dùng trở nên sát sao và chi tiết hơn mà mình sẽ liệt kê sau đây. Đầu tiên đó chính là chỉ số HRV hay gọi là chỉ số về độ biến thiên của nhịp tim. Ngày xưa để chúng ta để có thể đo được chỉ số này thì các bạn sẽ cần phải kết nối đến một cái cảm biến như là cái dây đeo ngực để đo nhịp tim HRM mình đang có ngay tại đây. Vì vậy, cái việc để có thể theo dõi được chỉ số này 24 giờ trên 7 ngày là một điều rất là khó, bởi vì chúng ta sẽ không thể nào mà đeo cái dây này hàng ngày được, nó sẽ rất là cộm này và khó chịu cũng như là vướng víu. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì tính năng này đã được trang bị trên chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7 Sapphire Solar rồi. Với cái việc trang bị trên chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7 Sapphire Solar này thì nó sẽ hỗ trợ cho việc là theo dõi chỉ số độ biến thiên của nhịp tim của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, tiện dụng hơn ngay cả khi các bạn đang đi ngủ. Thứ hai đó chính là chỉ số sẵn sàng luyện tập hay gọi là Training Readiness. Với chỉ số này thì chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7 Sapphire Solar sẽ dựa vào giấc ngủ của đêm hôm trước của bạn có tốt hay không này, cũng như là trong quá trình làm việc và hoạt động hàng ngày của bạn có gặp nhiều căng thẳng hay không, để em nó sẽ đưa ra một cái điểm số cụ thể trên thang điểm mà từ 0 cho đến 100 để đánh giá về cái sự sẵn sàng luyện tập của bạn trong ngày hôm nay như thế nào nhé. Nếu như điểm số của các bạn cao thì chiếc đồng hồ này sẽ đưa ra là các bạn hôm nay nên tập một bài lấy thành tích này, hoặc là tập luyện một bài về cường độ cao. Còn nếu như chỉ số này thấp thì đồng hồ sẽ gợi ý cho các bạn là hôm nay nên nghỉ ngơi hoặc là một bài tập về phục hồi nhé. Và cái công cụ mới cuối cùng đó chính là Morning Report hay gọi là báo cáo về buổi sáng. Với công cụ này thì nó sẽ là một bản báo cáo tổng hợp khi các bạn ngủ dậy thì chúng ta sẽ có những thông tin về là thời tiết trong ngày này, cũng như là giấc ngủ của đêm hôm trước của bạn có tốt hay không, rồi chỉ số sẵn sàng luyện tập của bạn có là bao nhiêu và sẽ đưa ra gợi ý là hôm nay các bạn nên tập luyện như thế nào. Đây là một cái chỉ số rất là hay và theo sát người dùng để cho chúng ta có thể sẵn sàng một cái kế hoạch cho một ngày mới nhé. Garmin Fenix 7 Sapphire Solar là một dòng sản phẩm flagship đến từ thương hiệu Garmin. Vậy nên thì em nó sẽ được trang bị rất đầy đủ những cái công cụ để hỗ trợ cho việc tập luyện thể thao từ trong nhà cho đến ngoài trời. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nói về hoạt động ngoài trời nhé. Thì dòng sản phẩm này sẽ có những cái môn hoạt động ngoài trời như là về chạy bộ này, đạp xe này, bơi lội này, đi núi này, đi bộ đường dài, cùng với cả những cái môn như là về bơi hội ngoài trời chẳng hạn. Thì ở đây thì chúng ta cũng sẽ có những cái chip cảm biến để hỗ trợ cho việc theo dõi hoạt động ngoài trời của các bạn trở nên thú vị hơn, chi tiết hơn và chính xác hơn. Đầu tiên phải kể tới đó chính là la bàn dùng để xác định phương hướng. Thứ hai là khí áp kế dùng để dự đoán bão. Thứ ba đó chính là cái đo độ cao so với mặt nước biển để cho chúng ta biết được vị trí chúng ta đang đứng so với mặt nước biển là có độ cao là bao nhiêu. Và cuối cùng đó chính là chiếc định vị độc lập đa băng tần GNSS. Đây là công nghệ định vị tốt nhất của Garmin ở thời hiện tại nhé. Thì nó sẽ hỗ trợ cho việc là theo dõi hoạt động ngoài trời của bạn trở nên chính xác hơn. Và hôm nay thì mình cũng sẽ đi qua một bài trải nghiệm về cái khả năng theo dõi hoạt động ngoài trời ở trên chiếc đồng hồ này sẽ hoạt động như thế nào. Mình sẽ cùng so sánh với chiếc đồng điện thoại iPhone 11 của mình thông qua ứng dụng Strava nhé. Và hãy cùng đến với bài trải nghiệm của mình ngay bây giờ. Chúng ta cùng đến với bài trải nghiệm ngoài trời nhé. Thì đây chính là cái bài trải nghiệm của mình giữa Garmin Fenix 7 Sapphire Solar cùng với cả ứng dụng Strava trên điện thoại thông minh của iPhone 11. Như các bạn thấy là khoảng cách đo được ở trên Strava và ở trên Fenix 7 Sapphire Solar cực kỳ sát nhau. Như các bạn thấy là cái khoảng cách này,
8,51 và đây là 8,50. Điều này chứng minh rằng là cái khả năng theo dõi hoạt động ngoài trời bằng GPS của Phoenix 7 Sapphire Solar có độ chính xác khá cao khi so sánh trực tiếp với cả ứng dụng ở Strava ở trên điện thoại thông minh nhé. Ngoài ra để có một cái nhìn chi tiết hơn thì chúng ta sẽ cùng nhìn về cái phần bản đồ nữa. Đây chính là bản đồ được vẽ bởi Strava này. Chúng ta sẽ có điểm đầu và điểm cuối. Vì mình sẽ so sánh với cả ở trên Phoenix 7 Sapphire Solar. Đây chính là cái bản đồ được vẽ bởi Phoenix 7 Sapphire Solar này. Như các bạn thấy này. Có nét vẽ rất tương đồng và gần như là tương đương với cả ở trên cái Strava luôn. Cực kỳ chi tiết và cực kỳ sát. Mình sẽ zoom lên ở trên đây. Để các bạn nhìn rõ hơn nhé. Ở đây thì mình cũng đã so sánh luôn với cả ở trên phiên bản Epic Gen 2 luôn. Và các bạn thấy là chúng gần như là chèn lên nhau luôn này. Đường vẽ rất đẹp trên cung đường chính mà không bị lệch nhé. Với cái màu tím ở đây sẽ là bằng Phoenix 7, còn màu xanh sẽ là Epic Gen 2 đấy. Đó, tất cả các đường vẽ dù là tất cả điểm rẽ này, rất đẹp và chính xác. Cực kỳ chi tiết. Nó không bị lẹm lên ở bên bên ngoài này mà đi đúng vào cái cung đường mình đi luôn. Qua bài trải nghiệm vừa rồi, có thể thấy rằng là với chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7 Sapphire Solar có khả năng theo dõi hoạt động ngoài trời rất tốt. Và không chỉ dừng lại ở đó thì chiếc đồng hồ này không chỉ đơn giản là giúp các bạn có thể theo dõi được hoạt động của các bạn ở thời điểm đó đâu, mà em nó còn có thêm những cái công cụ để giúp chúng ta để đánh giá và chi tiết hơn về việc luyện tập. Phải kể tới như là chỉ số về VO2 max, đây là một cái chỉ số như kiểu đánh giá về thể lực vậy. Và đồng hồ này sẽ dựa vào cái chỉ số đó để đưa ra rằng là các bạn có thể hoàn thành được cự ly chạy trong khoảng thời gian là bao nhiêu. Ví dụ như là 5 này, 10, 21 hoặc 42 km. Thứ hai đó chính là về trạng thái luyện tập. Thì chiếc đồng hồ này sẽ dựa vào luyện tập của các bạn trong 7 ngày gần nhất để đánh giá rằng là quá trình luyện tập của các bạn có tốt hay không, để giúp chúng ta có một cái nhìn cụ thể hơn về quá trình luyện tập của chúng ta trong khoảng thời gian vừa qua, cũng như là có một cái sự điều chỉnh phù hợp nhằm mang lại hiệu quả luyện tập tốt nhất. Và cuối cùng đó chính là gợi ý bài tập hàng ngày. Với cái tính năng này thì nó sẽ dựa vào rất nhiều những yếu tố nhé, kể cả về sức khỏe của bạn này, rồi tâm lý này, cũng như là dựa vào cái giấc ngủ cũng như là mức độ căng thẳng hàng ngày đấy, là để đưa ra một bài tập phù hợp, như là một bài tập về cường độ cao hay là một bài tập phục hồi nhé. Chúng ta nói về hoạt động ngoài trời rồi, còn bây giờ sẽ là hoạt động trong nhà nhé. Với hoạt động trong nhà thì Garmin Fenix 7 Sapphire Solar cũng được trang bị khá đầy đủ những công cụ để hỗ trợ cho việc tập luyện trong nhà, như là về gym này, cardio này, chạy máy này, nhảy dây này. Và để có một cái nhìn khái quát hơn về chiếc đồng hồ này sẽ hỗ trợ các môn đó như thế nào, thì hãy cùng mình đi qua ba bài trải nghiệm nhé. Tại đây thì mình sẽ trải nghiệm về việc là nhảy dây này, rồi về gym này, cũng như là về chạy máy cùng với chiếc đồng hồ này. Chúng ta cùng đến với bài test đầu tiên về luyện tập trong nhà, đó chính là về bài tập nhảy dây. Với bài tập nhảy dây này thì Phoenix 7 Sapphire Solar cũng hoạt động rất tốt. Với việc được trang bị chiếc cảm biến con quay hồi chuyển thì nó mang lại những cái chỉ số cực kỳ chính xác. Nhưng mình đã đếm nhầm ở mỗi lần nhảy của mình và tổng số lần mình nhảy trong quá trình luyện tập là 3.012 lần. Số vòng là 33 và cái vòng trước mà mình nhảy lần cuối cùng ấy sẽ là 30 cái trong cái hiệp cuối cùng đó. Thì cái số vòng này chính là cái lần mà mình đã bị vấp dây ấy, và nhảy lại là tổng cộng là 33 lần nhá, trong vòng 32 phút. Cực kỳ chính xác luôn, thông số không lệch một cái nào nhé, tất cả này là mình đã đếm nhầm rồi nhé. Tiếp và ở bên phía bên này thì chúng ta cũng sẽ có thêm một vài thông tin, đó chính là trong tổng thời gian hẹn giờ của mình là 32 phút 16 giây thì cái phần thời gian luyện tập của mình sẽ chỉ có là 19 phút và 02 giây thôi. Nhịp tim của mình ở thời điểm hiện tại là 146 này, calorie tiêu thụ trong suốt quá trình là 361 và tốc độ 151, nghĩa là mình nhảy được 151 cái nhảy dây trong mỗi phút nhé. Nhưng ở phần bộ hẹn giờ này thì nó sẽ chỉ là tổng thời gian luyện tập thôi. Còn ở giữa thì chúng ta vẫn sẽ có những cái quãng nghỉ và tổng thời gian hoạt động của mình sẽ chỉ là 19 phút 02 giây. Cực kỳ chi tiết và chính xác. Chúng ta sẽ cùng đến với bài test thứ hai về luyện tập trong nhà nhé. Ở đây thì mình đã chọn là bài tập về sức bền hay là gọi là những bài tập về gym. Ở đây thì mình đang tập là chính là bài nằm ghế đẩy tạ cũng như là chống đẩy. Và cái đồng hồ này thì khi mà mình tập xong ở mỗi hiệp ý, thì nó khá hay trong việc là có thể đếm được số lặp của mỗi hiệp mà mình đã tập, cho mình biết được nhịp tim cũng như là calorie hoạt động tổng ở cái quãng thời gian tập luyện của mình. Và cái số lặp này nó rất chính xác nhá, với là cái mà mình đã đếm bằng cơm, nghĩa là mình tự động đếm nhẩm ở trong đầu ấy, thì cái số lần lặp đúng là 30 lần và đồng hồ này có thể đếm được cái số đó rất là chính xác. Tiếp theo thì ngoài ra thì sau khi ở mỗi hiệp ấy, thì đồng hồ sẽ hỏi các bạn là có muốn chỉnh sửa số lặp không, bởi vì để cho có một con số chính xác nhất khi mà quá trình luyện tập thể thao của mình.
rồi điền cả về sức nặng là về cân nặng của các bạn vừa tập là bao nhiêu cân, thì trên chiếc đồng hồ này cũng sẽ đề xuất để các bạn có thể chỉnh sửa nhằm mang lại cái việc là các bạn có thể theo dõi lại khi mà đồng bộ lên ứng dụng Garmin Connect nhé. Và sau khi đồng bộ lên ứng dụng Garmin Connect thì chúng ta sẽ có những thông tin rất là chi tiết như là việc là cái nhóm cơ chính và nhóm cơ phụ được ảnh hưởng bởi bài tập mà các bạn vừa tập luyện xong. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có những cái thông tin về việc là các cái hiệp của chúng ta đã tập cái tư thế nào cũng như là số lần là bao nhiêu và trọng lượng tạ mà chúng ta đã chọn rất là chi tiết và thời gian mình hoàn thành ở trong khoảng bao nhiêu này. Đó. Chúng ta sẽ cùng đến với bài test thứ ba nhé. Đây là bài test về chạy máy. Đây là bài tập chạy máy ở trong nhà. Như các bạn đã biết thì với chạy máy thì chúng ta sẽ không có GPS để đo được khoảng cách. Vậy nên là chúng ta sẽ dựa chủ yếu vào cái đánh tay khi mà mình cho chạy thôi. Và với Fenix 7 Sapphire Solar ở đây thì đang làm rất tốt bởi việc em nó được trang bị cái chip cảm biến quay hồi chuyển thì nó sẽ hỗ trợ cho việc là tính được cái khoảng cách dựa vào cái đánh tay trở nên chính xác hơn. Như các bạn thấy là cái khoảng cách thu được ở trên Fenix 7 Sapphire Solar là 4,08 km thì ở trên máy chạy cũng là như vậy nhá. Cực kỳ chính xác luôn. Đó, ngoài ra thì ở trong cái khoảng tập luyện thì mình cũng sẽ có một vài thông tin khác như kiểu bộ hẹn giờ để khi mình quá trình mình tập luyện này, rồi nhịp độ mình hoàn thành ở mỗi km này và cả nhịp tim nữa. Ngoài ra thì sau khi kết thúc ấy thì đồng hồ cũng sẽ đưa ra một cái gợi ý là chúng ta có thể thay đổi được về cái khoảng cách để làm thế nào cho nó chính xác và phù hợp nhất với cả cái khoảng cách đã tính được ở trên máy chạy nhé, nhằm mang lại hiệu quả luyện tập tốt nhất. Qua 3 bài trải nghiệm vừa rồi, có thể thấy rằng là chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7 Sapphire Solar này hỗ trợ rất tốt trong việc hoạt động trong nhà. Với chiếc cảm biến con quay hồi chuyển thì dù ở trong những môn tập luyện thể thao như là về môn nhảy dây này hoặc là cái môn về gym như là chống đẩy chẳng hạn thì em nó vẫn có những cái chỉ số chính xác, hay thậm chí là ở trong những cái môn mà mình phải đánh tay và cổ tay rất nhiều như là chạy máy và không đều ấy thì chiếc đồng hồ này vẫn có thể đưa lại một cái chỉ số về quãng đường rất chính xác khi so với máy chạy nhá. Ngoài ra thì trên chiếc đồng hồ này còn có thể khai thác được một hệ thống bài tập rất chi tiết ở trên ứng dụng Garmin Connect với những môn tập luyện trong nhà. Tại đây thì chúng ta sẽ có những cái bài tập liên quan đến các môn như là về cardio này, gym này, rồi Pilates này, từ cơ bản cho đến nâng cao mà bất cứ ai đều có thể luyện tập được, đi kèm những hình ảnh mô phỏng động tác. Và cái hay ở đây là các bạn đều có thể đồng bộ trực tiếp lên chiếc đồng hồ này thì các bạn có thể tập với em nó ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào mà không cần phải mang theo điện thoại để tập luyện những môn đó nhé. Garmin Fenix 7 Sapphire Solar là một sản phẩm cũng được hỗ trợ rất tốt trong môn golf bởi vì em nó được trang bị lên tới 42.000 sân golf trên toàn thế giới, là giúp chúng ta để biết rõ được cái vị trí chúng ta đứng cho đến vùng green là bao nhiêu xa. Và ngoài ra là chúng ta sẽ có một cái nhìn rất chi tiết về cái sân mà chúng ta đang chơi. Chúng ta có thể nhìn thấy là những cái vùng nguy hiểm như là hố cát hoặc hồ nước để có thể tránh được này. Rồi ngoài ra thì nếu ở trong những cái hố dogleg hay gọi là hố chân chó ấy, thì khi mà chúng ta sẽ không thể nhìn được vùng xanh thì trên chiếc đồng hồ này cũng sẽ có thêm một cái công cụ có tên là pinpoint để hỗ trợ các bạn có thể xác định được phương hướng. Garmin Fenix 7 Sapphire Solar là một sản phẩm cũng được trang bị một hệ thống bản đồ màu rất là chi tiết. Nó sẽ rất là phù hợp đối với những ai thích đi khám phá những địa hình mới này, như là đi bộ đường dài hoặc đi leo núi chẳng hạn. Với khả năng điều hướng thì sẽ giúp các bạn có thể xác định được phương hướng một cách dễ dàng hơn, cũng như là tìm đến những cái điểm đặc biệt như là về cửa hàng tiện lợi này, rồi cây ATM để rút tiền, hoặc là những thành phố mà các bạn muốn tìm đến như là tìm ở đường chẳng hạn, cũng như là các cái bệnh viện hoặc là trường học nếu các bạn muốn. Rất là chi tiết cùng với chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7 Sapphire Solar này nhé. Và vừa rồi là một vài thông tin về những giá trị và những ưu điểm của chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7 Sapphire Solar này có thể mang tới cho người sử dụng. Con thấy rằng là với những cái tính năng ở trên, cái điểm hay ở đây đó chính là nó hoàn toàn miễn phí và đã được cài đặt sẵn trên chiếc đồng hồ này rồi nhá. Chúng ta sẽ quay trở lại với câu hỏi ở thời điểm ban đầu của video, đó chính là với chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7 Sapphire Solar này còn có mức giá là 22.490.000 đồng thì thật sự là có đắt trên thị trường hay không? Thì chúng ta sẽ cùng xem qua một chút về những sản phẩm khác trên thị trường như ở thì hiện tại nhé. Như là các dòng sản phẩm của Apple chẳng hạn thì thường sẽ có mức giá rơi vào khoảng 10 triệu. Hoặc là những chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Fitbit sẽ có mức giá rơi vào khoảng từ 4 triệu rưỡi cho đến 8 triệu. Nhưng cái chúng ta cần lưu ý ở đây đó chính là để có được đầy đủ những tính năng về việc hỗ trợ theo dõi sức khỏe từ cơ bản cho đến chuyên sâu và hỗ trợ tập luyện thể thao được tốt như Fenix 7 Sapphire Solar thì với những chiếc đồng hồ Apple hoặc là những chiếc đồng hồ Fitbit thì các bạn thường sẽ phải bỏ thêm những cái chi phí để duy trì hàng tháng rơi vào khoảng từ 5 cho đến 10 đô.
Vậy nên thì chúng ta có thể là thời điểm ban đầu thì với những chiếc đồng hồ đó thì sẽ có mức giá rẻ hơn. Nhưng nếu mà chúng ta dùng một khoảng thời gian dài ấy, thì rơi vào khoảng 1 năm chẳng hạn, thì cái mức tiền nó đã đội lên rất là nhiều so với một chiếc Phoenix 7 Sapphire Solar chúng ta chỉ cần mua một lần và có thể dùng trọn đời rồi. Còn cảm nhận của các bạn sẽ như thế nào thì hãy comment phía bên dưới và chia sẻ chúng mình cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.